Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến? Có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn? Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Thực phẩm hữu cơ organic là gì? Liệu chúng có tốt như tin đồn? Đó là những vướng mắc của khá nhiều người khi muốn đặt niềm tin vào một nguồn thực phẩm sạch được đánh giá là xu hướng của xã hội hiện đại. Cụ thể hơn thì nếu bạn đang băn khoăn giữa một mớ rau hữu cơ và một mớ rau thông thường, một vài thông tin sau có lẽ sẽ giúp bạn ít nhiều có quyết định lựa chọn. Hơn nữa, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chuẩn hữu cơ và các quy định căn bản thì hãy xem đến cuối video này. Thứ nhất, thực phẩm hữu cơ organic là gì? Nếu người Việt Nam xem thực phẩm hữu cơ là một khái niệm mới và còn khá xa lạ, thì với phương Tây, thực phẩm hữu cơ từ lâu đã trở thành một thứ thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày. Thuật ngữ hữu cơ dùng để chỉ quá trình sản xuất một số loại thực phẩm nhất định. Thực phẩm hữu cơ là khái niệm để chỉ thực phẩm được nuôi hoặc trồng mà không sử dụng các hóa chất nhân tạo như thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, chất bảo quản, hormone kích thích tăng trưởng, kháng sinh hoặc sinh vật biến đổi gen. Một số sản phẩm chế biến sẵn yêu cầu không có phụ gia thực phẩm nhân tạo như chất bảo quản, chất tạo màu, chất làm ngọt nhân tạo, hương liệu hay bột ngọt, MSG hay còn gọi là mì chính. Thực phẩm hữu cơ đa dạng, từ thực phẩm tươi như thịt cá, trứng, rau cho đến các sản phẩm làm từ sữa, thịt, thực phẩm chế biến sẵn như soda, bánh quy, ngũ cốc. Chính vì thế, đừng nghĩ thực phẩm hữu cơ organic chỉ có rau xanh. Như vậy có thể thấy, khái niệm thực phẩm hữu cơ organic không cao siêu như chúng ta vẫn nghĩ. Đơn giản, nó là nhóm thực phẩm sản xuất thông qua các biện pháp canh tác chỉ sử dụng các chất tự nhiên, nghĩa là tránh tất cả các chất hóa học nhân tạo, chất kích thích, kháng sinh hay sinh vật biến đổi gen GMO. Thực phẩm hữu cơ organic khác thực phẩm thông thường ở điểm nào? Khi mà người trồng rau chia làm hai luống, bên bán bên ăn, người nuôi tôm bắt đầu bơm tạp chất vào tôm để tăng lợi nhuận. Từng ngày, giết sức khỏe của đồng loại, chết dần, chết mòn theo thời gian. Đó là lúc người ta bắt đầu quan tâm và hỏi nhau rằng thực phẩm hữu cơ là gì. Như vậy, điểm khác biệt đầu tiên của thực phẩm hữu cơ và thực phẩm thông thường chính là độ an toàn, hay nói cách khác, thực phẩm hữu cơ xuất hiện như một cứu cánh cho nỗi lo ăn gì mới không có hóa chất. Nếu đặt trường hợp thực phẩm thông thường sử dụng hóa chất ở ngưỡng quy định, mọi thứ ở ngưỡng an toàn thì thực phẩm hữu cơ vẫn có điểm vượt trội. Thực phẩm hữu cơ bổ dưỡng hơn. Mặc dù chưa có kết luận chính thức nào về việc sử dụng thực phẩm hữu cơ có lợi hơn thực phẩm thông thường ở ngưỡng an toàn, tuy nhiên, có khá nhiều công trình nghiên cứu chứng minh rằng hàm lượng dinh dưỡng trong thực phẩm hữu cơ thường cao hơn. Cụ thể, hàm lượng chất chống oxy hóa trong thực phẩm hữu cơ cao hơn, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tế bào gây bệnh, nhất là ung thư. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc sử dụng thực phẩm hữu cơ có khả năng làm tăng hệ miễn dịch ở các vật nuôi. Các nghiên cứu quan sát cho thấy có mối liên quan giữa thực phẩm hữu cơ với việc giảm nguy cơ dị ứng và bệnh chàm ở trẻ em cũng như trẻ sơ sinh. Mức độ nitrat trong thực phẩm hữu cơ thấp hơn. Nồng độ nitrat thực phẩm cao hơn chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Chúng cũng ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển oxy trong cơ thể của trẻ em. Các nghiên cứu cũng chứng minh được rằng mức độ nitrat trong thực phẩm hữu cơ thấp hơn 30% so với cây trồng thông thường. Sữa, thịt hữu cơ chứa axit béo có lợi cao hơn. Cụ thể, sữa và các sản phẩm từ sữa hữu cơ chứa axit béo omega 3 cao hơn, lượng sắt, vitamin E và một số carotenoid cao hơn, tốt cho sức khỏe, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Nông trại hữu cơ còn là mô hình nhằm cân bằng hệ sinh thái, bảo tồn sự đa dạng sinh học. Nông trại hữu cơ không đơn thuần chỉ là một phương pháp nuôi trồng cây cối và vật nuôi không có sự can thiệp của hóa chất, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, hormone tăng trưởng, chất kích thích bằng việc sử dụng phân bón tự nhiên. Thêm vào đó, đây còn là một hệ thống toàn diện khi được thiết kế nhằm tối ưu hóa năng suất hệ sinh thái nông nghiệp, cải thiện nguồn đất, bảo vệ nguồn nước. Đơn giản hơn thì đây là một mô hình nông trại lý tưởng khi tất cả các yếu tố như sinh vật, thực vật, vật nuôi, kể cả con người
đều được hình thành và phát triển trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên, theo quy luật tự nhiên. Thực phẩm hữu cơ khác thực phẩm sạch và không phải của nhà trồng. Có một sự thật là nhiều người vẫn đang lầm tưởng rằng thực phẩm được sản xuất theo phương pháp đạt chuẩn, được cấp các chứng nhận nghĩa là thực phẩm hữu cơ, mà quên mất thị trường thực phẩm nước ta còn có các khái niệm như thực phẩm sạch, thực phẩm của nhà trồng. Thực phẩm sạch hay còn gọi là thực phẩm an toàn, ví như Việt Gáp, là những thực phẩm được nuôi trồng theo chuẩn Việt Gáp, vẫn sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học nhưng ở ngưỡng an toàn. Ngoài ra cũng cần tránh nhầm lẫn giữa thực phẩm hữu cơ và thực phẩm nhà làm, nghĩa là rau tự trồng, vân tự nuôi, bởi thực phẩm hữu cơ yêu cầu cao về chất lượng đất và nguồn nước. Thực phẩm hữu cơ không phải dùng càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, thực phẩm hữu cơ là an toàn, song một số thực phẩm chế biến vẫn có nguy cơ có hàm lượng calo, đường, muối, chất béo cao. Do đó, nếu bạn đang có ý định giảm cân và nghĩ ăn bao nhiêu thực phẩm hữu cơ cũng được thì bạn đã nhầm. Làm thế nào để chắc chắn đó là thực phẩm hữu cơ organic? Thực tế thì các khái niệm thực phẩm hữu cơ vẫn chưa thật sự phổ biến ở nước ta. Chính vì thế, lượng người sử dụng vẫn còn đang ở mức rất thấp. Một phần cũng vì giá thành của chúng thường cao hơn. Do đó, việc phân biệt đâu là thực phẩm hữu cơ cũng như nhận diện các chứng nhận gặp khá nhiều khó khăn. Không ít đơn vị gắn mác hữu cơ để kinh doanh nhằm nâng giá thành sản phẩm, nhưng thực tế thì sản phẩm chỉ dừng lại ở mức an toàn. Vậy làm thế nào để chắc chắn đó là thực phẩm hữu cơ organic? Chuẩn thực phẩm hữu cơ phổ biến nhất hiện nay là chuẩn USDA, chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn biết đó có phải là thực phẩm của USDA hay không, hãy kiểm tra con dấu của tổ chức này. Ngoài ra, hãy theo dõi các tuyên bố sau trên nhãn thực phẩm của chuẩn USDA bao gồm 100% hữu cơ là sản phẩm được làm hoàn toàn từ các thành phần hữu cơ. Hữu cơ, các sản phẩm chứa ít nhất 95% thành phần là hữu cơ. Được làm bằng hữu cơ, ít nhất 70% thành phần là hữu cơ. Mỗi chuẩn hữu cơ sẽ có những quy định riêng, chính vì thế muốn biết được sản phẩm nào bạn cầm trên tay có phải là thực phẩm hữu cơ hay không, bạn cần tìm hiểu kỹ về những quy định đó. Bằng không, lựa chọn một đơn vị kinh doanh, phân phối thực phẩm hữu cơ có uy tín cũng là một trong những cách không tồi. Đối với người sản xuất, kinh doanh, chứng nhận hữu cơ organic là như thế nào? Trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, người sản xuất hữu cơ, nông dân phải tuân theo các tiêu chuẩn sản xuất nào đó trong nông nghiệp hữu cơ. Quan trọng là tất cả các tiêu chuẩn sẽ cho biết những gì sẽ được làm và không được làm trong canh tác hữu cơ, chẳng hạn như các tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng hóa chất. Các yêu cầu của chứng nhận về đa dạng sinh học, nông nghiệp hữu cơ khuyến khích các sinh vật và thực vật sống cùng nhau trong phạm vi lớn, không chỉ cùng trên một đồng ruộng mà kể cả các vùng sinh cảnh phụ cận. Càng nhiều các loài thực vật, động vật và các sinh vật đất khác nhau sống trong hệ thống canh tác thì ở đó càng có nhiều các sinh vật giúp duy trì độ phì của đất và ngăn cản sâu bệnh hại. Tính đa dạng sinh học này sẽ giúp cho môi trường sản xuất hữu cơ có năng lực sản xuất ra những sản phẩm lành mạnh trong một môi trường cân bằng. Về vùng đệm, mỗi một vùng sản xuất hữu cơ phải được bảo vệ khỏi nguy cơ bị nhiễm các hóa chất rửa trôi hoặc bay sang từ ruộng bên cạnh. Về sản xuất song song, để tránh sự lẫn tạp chất giữa các loại cây trồng hữu cơ và không hữu cơ, tiêu chuẩn hữu cơ không cho phép một loại cây cùng được trồng trên cả ruộng hữu cơ và ruộng thông thường tại cùng một thời điểm. Về hạt giống và vật liệu trồng trọt, lý tưởng nhất là tất cả các loại hạt giống, cây con đều là hữu cơ. Tuy nhiên, đã được xác nhận rằng ở nước ta hiện chưa có hạt giống và cây con hữu cơ để đáp ứng cho người sản xuất hữu cơ. Về các vật liệu biến đổi gen, nông nghiệp hữu cơ ngăn chặn những rủi ro lớn tới sức khỏe và môi trường. Vì vậy, mặc dù những công nghệ phát triển mang tính khoa học cao, đôi khi cũng không được chấp nhận nếu không thể dự đoán được trước những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình sản xuất của chúng. Về các đầu vào hữu cơ, trong tiêu chuẩn PGS sẽ định hướng những loại đầu vào có thể được sử dụng trong sản xuất hữu cơ. Chú ý rằng không phải tất cả các sản phẩm trên thị trường có tên gọi hữu cơ hay sinh học đều được phép sử dụng trong canh tác hữu cơ, bởi chúng có thể vẫn chứa các hóa chất hoặc cách thức sản xuất ra chúng không theo nguyên tắc hữu cơ bằng cách sử dụng các chất biến đổi gen GMOs chẳng hạn. Vì thế,
nông dân luôn phải kiểm tra theo tiêu chuẩn PGS trước khi đưa vào sử dụng một sản phẩm mới cho sản xuất hữu cơ. Chứng nhận hữu cơ hoạt động như thế nào? Mỗi tổ chức chứng nhận hữu cơ tạo nên một hệ thống quy định một sản phẩm và nhà sản xuất phải đáp ứng được chứng nhận. Những quy định này nhằm đáp ứng những tiêu chí sau: yêu cầu mức độ tối thiểu thành phần hữu cơ trong sản phẩm, tỷ lệ các thành phần tổng hợp được cho phép nếu có, chất bảo quản, chất hóa học, hương liệu, các thành phần mà sản phẩm có thể hoặc không có thể bao gồm, các quá trình có thể sử dụng để tạo ra hoặc quá trình sản xuất, thành phần nước được tính là một phần của quá trình chứng nhận, các thành phần và quá trình sản xuất của các nhà sản xuất phải được kiểm tra đều đặn bởi một tổ chức chứng nhận hữu cơ thứ ba để đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn cần thiết.